Thời tiết này Trang Trí xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Thì ngày nay thì mình đang đóng hàng gửi đi cho một vị khách hàng rất là tuyệt vời, vì khách hàng chỉ quan tâm và thích đến cái dòng đèn trụ cổng năng lượng mặt trời hình cây tùng này thôi các bạn ạ. Thì anh khách hàng này đặt bên thời tiết đèn trang trí 14 chiếc đèn trụ cổng năng lượng mặt trời hình cây tùng với 5 chiếc phi 300, 5 chiếc phi 400 và 9 chiếc phi 300 các bạn nhá. Đó, thì cái này các bạn nhìn thấy ở bên mình đưa lên nhiều video về những cái mẫu đèn 300 rồi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem cái chi tiết của cái đèn phi 400. Thì như cái nhìn cảm quan các bạn so sánh giữa những dòng 400 và 300 thì các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt rất là lớn. Bởi vì cái nhìn cái 400 cảm giác nó to và bề thế hơn rất là nhiều so với chiếc 300. Đó, thì các bạn thấy đây thì cái tấm pin năng lượng mặt trời của nó đây cũng sẽ to hơn rất là nhiều so với cái thằng 300 kia. Đó, kích thước lớn hơn. Dung lượng pin cũng lớn hơn và công suất của đèn chip led nó cũng sẽ lớn hơn rất là nhiều. Thì tại nhà anh khách hàng này là nhà biệt thự các bạn ạ, thì tại nhà anh là cũng đã có những cái đèn trụ cổng rồi nhưng mà chạy bằng điện lưới. Thì trước đây thì nó là bằng tôn đó, cho nên nó bị oxy hóa và han rỉ mục hết rồi. Thì anh đặt bên mình với những chiếc đèn này với những cái chất liệu bằng nhôm đúc các bạn nhá, nó là nhôm đúc, hợp kim nhôm đúc, chính xác nó là hợp kim nhôm đúc. Đó, thì như bạn thấy được thì nó rất là đẹp. Phi 400 và 300. Rồi ok, các bạn có muốn tìm hiểu hoặc tham khảo thêm những cái mẫu đèn trụ cổng năng lượng mặt trời, ví dụ như là hình cây tùng, hình ô vuông, hình con hạc, hình chữ phúc. Đó thì rất là nhiều mẫu, thì có đầy đủ các size từ 200 ba 200, 250, 300 và 400 các bạn nhé. Thì thời gian đèn trang trí đều có tất cả những cái mẫu đèn đó. Thì các bạn muốn tìm hiểu hay tham khảo thì cứ gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline của cửa hàng, hoặc là các bạn comment, hoặc là các bạn comment dưới cái video này, hoặc là các bạn nhắn tin Zalo cho cửa hàng thời gian đèn trang trí bên mình các bạn nhé. Thì bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các bạn các cái loại mẫu đèn trụ cổng năng lượng mặt trời, cũng như là những cái dòng đèn chùm, đèn nội thất và ngoại thất để nó phù hợp với không gian nhà các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.